Chào các con, trước khi chúng ta đến với bài giảng của tuần này, cô mời các con cùng dành một chút thời gian để quan sát lại những nội dung mà cô đã từng nhắc nhở. Trong tiết học của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của bài 8, Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỷ 7. Về yêu cầu cần đạt. Ở tiết trước, cô và các con đã tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thời nhà Tần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về tiến trình lịch sử của Trung Quốc, đó chính là từ thời nhà Hán Nam Bắc Triều đến nhà Tùy. Và nội dung cuối cùng đó là tìm hiểu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời cổ đại đến thế kỷ thứ 7. Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu phần 1 La Mã và 2 La Mã của bài rồi. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 La Mã từ nhà Hán Nam Bắc Triều đến nhà Tùy và phần 4 La Mã những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Cô mời các con cùng đến phần 3 La Mã từ nhà Hán Nam Bắc Triều đến nhà Tùy. Dựa vào hình 9.6 và kiến thức trong sách học sinh trang 50, các em hãy hoàn thành phiếu học tập như sau. Cô mời các em cùng quan sát hình 9.6. Đây chính là sơ đồ đường thời gian từ nhà Hán đến nhà Tùy. Và phía dưới chính là nội dung phiếu học tập mà các em cần phải hoàn thiện. Trong phiếu học tập này sẽ có 3 nội dung tương ứng với lại 3 câu hỏi mà cô muốn các con cùng tìm hiểu. Câu hỏi thứ nhất, từ nhà Hán tới nhà Tùy gắn liền với bao nhiêu triều đại, bao nhiêu thời kỳ? Câu 2, nhà nào tồn tại lâu nhất, nhà nào tồn tại ngắn nhất? Câu hỏi thứ 3, nhà nào đã tái thống nhất đất nước và đặt cơ sở để Trung Quốc bước vào thời kỳ đỉnh cao của chế độ phong kiến? Các con sẽ có 30 giây để vừa nhìn sách giáo khoa và điền vào cho cô trong phiếu học tập này nhé. Sau đây, cô với các con sẽ cùng nhau sửa nội dung của phiếu học tập. Câu số 1. Dựa vào sơ đồ đường thời gian từ nhà Hán đến nhà Tùy thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy từ nhà Hán tới nhà Tùy gắn liền với lại 3 triều đại, đó chính là triều Hán, Tấn và Tùy. Hai thời kỳ chính là thời kỳ Tam Quốc và thời Nam Bắc Triều. Và nhìn vào trục thời gian, các con cũng có thể thấy nhà Hán tồn tại lâu nhất, tồn tại từ năm 206 trước công nguyên đến năm 220 công nguyên. Còn nhà Tùy sẽ tồn tại ngắn nhất, bởi vì nhà Tùy chỉ tồn tại từ năm 581 đến năm 618 công nguyên. Câu 3. Nhà Tùy đã tái thống nhất đất nước và đặt cơ sở để Trung Quốc bước vào thời kỳ đỉnh cao của chế độ phong kiến. Các con biết rằng sau khi nhà Hán sụp đổ, Trung Quốc bước vào thời kỳ loạn lạc, thống nhất xen kẽ chia rẽ. Và chính nhờ nhà Tùy đã thống nhất đất nước và cũng là nhà nước đặt cơ sở để Trung Quốc bước vào thời kỳ đỉnh cao của chế độ phong kiến. Sau đây, cô có một câu hỏi muốn đặt ra cho các con. Và muốn trả lời được câu hỏi này thì các con phải có sự tổng hợp kiến thức từ những năm các con học ở lớp 4 và lớp 5. Các con hãy kể tên những triều đại Trung Quốc
đã từng xâm lược nước ta? Đây là câu trả lời của cô, và cô đã tổng hợp những triều đại Trung Quốc đã từng xâm lược nước ta từ thời kỳ cổ đại đến thời kỳ phong kiến. Đó chính là nhà Tần, nhà Triệu, nhà Hán, nhà Lương, nhà Đường, nhà Nam Hán, nhà Tống, nhà Mông Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh. Và các con có biết không, tất cả các triều đại đã thi hành một chính sách đối ngoại, đó chính là xâm lược nước ta để nhằm mở rộng lãnh thổ, biên giới về phía Nam. Tuy nhiên, các cuộc tấn công xâm lược đều đã bị quân dân ta kiên cường, anh dũng chống trả lại. Và những cuộc xâm lược này đều bị thất bại một cách nhục nhã và đau đớn. Cô giới thiệu với các con, đây là bức tranh miêu tả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng chống quân xâm lược Hán năm 40, năm 42. Và đây cũng là một trong những cuộc khởi nghĩa rất to lớn của nhân dân ta chống lại thời kỳ phong kiến phương Bắc đô hộ. Sau đây là nội dung ghi bài của phần 3 La Mã, từ nhà Hán Nam Bắc Triều đến nhà Tùy. Các con có thể bấm tạm dừng slide để chúng ta có thể ghi bài kịp và cẩn thận nhé. Được hình thành từ thiên niên kỷ thứ ba trước công nguyên, Trung Quốc là một trong những nền văn minh sớm nhất của nhân loại. Từ những nhà nước đầu tiên ra đời ở Trung Lưu Hoàng Hà, qua các cuộc chiến tranh, lãnh thổ Trung Quốc dần dần được thống nhất và mở rộng. Cùng với quá trình đó, văn hóa Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ, nhiều thành tựu vẫn có ảnh hưởng nhất định đến ngày nay. Và phần 4 La Mã, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc cổ đại nhé. Thành tựu của Trung Quốc cổ đại chúng ta có thể kể đến về tư tưởng, chữ viết, văn học, về y học, khoa học, kỹ thuật, kiến trúc. Sau đây, cô và các con hãy cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên của phần thành tựu. Thành tựu đầu tiên của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại đó là về tư tưởng. Trung Quốc thời kỳ cổ đại xuất hiện nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, trong đó nổi bật là Nho Gia với đại diện tiêu biểu là Khổng Tử. Cô mời các con cùng quan sát chân dung được phác họa lại của Khổng Tử, người sáng lập ra Nho giáo. Chính vì vậy thì các con có thể nghe thêm một tên gọi khác của đạo Nho, chính là đạo Khổng. Khổng Tử là một nhà tư tưởng lớn của Trung Quốc thời cổ đại. Nhiều tư tưởng về giáo dục của ông đến nay vẫn còn giá trị, như là muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, ngọc không mài thì không sáng, người không học thì không có hiểu biết. Và đặc biệt, ông luôn đặt đạo đức lên hàng đầu với câu nói tiên học lễ, hậu học văn. Cô nghĩ câu nói này đã rất quen thuộc với lứa tuổi học sinh của chúng ta đúng không nào? Khi các con bước vào cổng trường thì điều đầu tiên các con sẽ thấy đó là câu tiên học lễ, hậu học văn được các nhà trường trang trọng đặt ngay chính giữa trường để muốn nhắc nhở cho các học sinh biết là trước khi các con muốn giỏi thì các con cần phải là một người đạo đức. Tư tưởng của Nho giáo là nhấn mạnh tôn ti trật tự, nhất là bổn phận phục tùng tuyệt đối của kẻ dưới với bề trên. Mục đích của việc thực hiện tư tưởng Nho giáo chính là muốn xây dựng một xã hội hài hòa,
Trong đó, con người biết ứng xử theo lẽ phải và đạo đức. Từ đó thì đất nước sẽ được thái bình và thịnh vượng. Và trong tư tưởng Nho giáo này có một quan điểm, đó chính là tam cương ngũ thường. Tam cương ngũ thường chính là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra cho nam giới. Còn đối với nữ giới thì ông đề ra tư tưởng đó là tam tòng và tứ đức. Khổng Tử đã nói rằng một xã hội mà luôn duy trì được tam cương và ngũ thường sẽ là một xã hội bình an và hạnh phúc. Vậy thì các con có hiểu như thế nào là tam cương, như thế nào là ngũ thường hay không? Cô sẽ giải thích cho các con một cách đơn giản nhất nhé. Tam cương thì tam có nghĩa là ba, cương có nghĩa là giường mối hay còn gọi là đầu mối. Vậy thì hiểu tam cương theo một cách đơn giản có nghĩa là dùng để chỉ ba mối quan hệ chính trong xã hội. Ở thời kỳ phong kiến thì ba mối quan hệ chính trong xã hội đó là gì? Đó là quân thần cương. Quân có nghĩa là vua. Quân thần cương có nghĩa là bổn phận đối với vua. Nay hết chế độ quân chủ rồi thì ta sẽ thế bằng bổn phận đối với tổ quốc, đó chính là sự trung thành. Phụ tử cương có nghĩa là bổn phận đối với cha, đạo cha con là sự hiếu thảo giữa tình cảm cha con, giữa tình cảm mẹ con. Phu thê cương có nghĩa là bổn phận đối với vợ chồng hay còn gọi là đạo vợ chồng. Còn ngũ thường thì như thế nào? Ngũ là năm, thường là thường ngày, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của con người. Như vậy, ngũ thường chính là năm điều thường xuất hiện trong cuộc sống con người, hình thành nên đạo đức mà mỗi người nên có. Vậy thì, những điều nào mà thường xuất hiện trong cuộc sống con người hàng ngày với các con? Đó chính là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Nhân là người, học cách thành nhân. Trước khi muốn thành tài thì phải thành người. Để trở thành người tốt có ích cho xã hội thì phải có cái tâm. Cái tâm biết yêu thương muôn loài, muôn người. Lễ, lễ trong lễ độ, lễ phép. Lễ chỉ dạy con người cách đối nhân xử thế sao cho hòa hợp, hòa nhã, tôn trọng mọi người. Nghĩa có nghĩa là chính nghĩa, sự công tâm, công bằng. Trí, trí thể hiện sự sáng suốt, minh bạch. Người có trí là người giữ được sự sáng suốt, biết cách nhìn nhận, phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác. Cuối cùng là tín. Tín là chữ tín, sự tin tưởng, tín nhiệm, niềm tin. Tín trong ngũ thường dạy con người ta làm người phải biết giữ gìn chữ tín, nói lời phải giữ lấy lời. Đây chính là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Nho giáo. Thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc thời kỳ cổ đại đó chính là về chữ viết. Và cũng giống như người Ai Cập cổ đại thì chữ viết của người Trung Quốc đó chính là chữ tượng hình. Nhưng các con có thể thấy là người Trung Quốc họ sử dụng rất là nhiều chất liệu để mà viết chữ lên đó. Nếu như người Ai Cập thì họ chỉ sử dụng giấy papyrus để có thể viết chữ lên trên, thì người Trung Quốc họ đã viết chữ trên xương thú hay mai rùa. Đây là hình ảnh đầu tiên mà các con quan sát. Và những chữ khắc trên xương thú, mai rùa, cô gọi đó là chữ giáp cốt. Hình ảnh thứ hai các con chúng ta quan sát được đó chính là chữ khắc trên chuông đỉnh đồng, còn gọi là kim văn. Và sau đó, và cũng là phổ biến nhất, đó chính là chữ được viết trên thẻ tre, thẻ trúc. Cô nghĩ là hình ảnh khi mà các con xem phim kiếm hiệp, xem phim cổ trang nhiều thì các con sẽ thấy là hình ảnh những người đàn ông họ sẽ viết chữ lên trên thẻ tre, rồi sau đó họ sẽ cuốn cái thẻ tre này lại thành một vòng tròn và cất vào tay áo, nhìn trông rất là
phong độ đúng không nào? Đây chính là những cách mà người Trung Quốc họ sẽ viết chữ trên. Thứ nhất đó là viết chữ trên xương thú, mai rùa. Cái thứ hai là sẽ khắc trên chuông, đỉnh đồng. Và cái thứ ba, họ sẽ sử dụng tre, trúc để viết chữ trên đó. Và chữ viết trên thẻ tre, thẻ trúc do nó tiện lợi trong việc di chuyển, cho nên về sau thì chữ viết trên thẻ tre được sử dụng rộng rãi hơn. Thành tựu thứ ba của người Trung Quốc cổ đại đó chính là lĩnh vực văn học. Tác phẩm văn học cổ nhất của Trung Quốc là Kinh Thi. Cô mời các con cùng quan sát hình ảnh. Đây chính là bộ Kinh Thi được một nhà xuất bản cho sưu tập và in ấn lại để mà cho thế hệ ngày nay biết được những nội dung trong tác phẩm Kinh Thi này. Kinh Thi gồm nhiều sáng tác do người dân họ viết ra và được Khổng Tử sưu tập và chỉnh lý lại. Cô có trích một phần trong phần nhã của Kinh Thi, đó là bài ca Bắc Sơn. Ở dưới gầm trời, đâu đâu cũng đất vua, khắp trên mặt đất, ai cũng dân vua. Qua câu trích trong bài ca Bắc Sơn này, thì các con cũng có thể thấy được chế độ quân chủ, chuyên chế, có nghĩa là quyền lực tập trung vào tay của nhà vua, được xem là quyền lực cao nhất, tuyệt đối nhất. Về tác phẩm thứ hai, đó chính là bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên là một nhà sử học Trung Quốc sống vào đầu thời nhà Hán. Ông được coi là cha đẻ của ngành sử học Trung Quốc với bộ Sử Ký. Bộ Sử Ký này chính là bộ thông sử đầu tiên của Trung Quốc, viết từ thời nhà Tần đến thời Tư Mã Thiên sống, có nghĩa là đến thời nhà Hán. Một trong những lĩnh vực rất nổi tiếng của người Trung Quốc đó chính là lĩnh vực y học. Cô giới thiệu với các con hai nhân vật cũng chính là hai thầy thuốc rất nổi tiếng của người Trung Quốc cổ đại. Đó chính là danh y Biển Thước và danh y Hoa Đà. Cô nghĩ danh y Hoa Đà cũng khá là quen thuộc với các con đúng không nào? Qua những bộ phim, chúng ta đã từng nghe nhắc đến tên của danh y Hoa Đà. Còn danh y Biển Thước thì chắc hẳn lần đầu tiên các con được nghe đến. Hai danh y này nổi tiếng với việc chữa bệnh bằng thảo dược, châm cứu và bấm huyệt. Thành tựu tiếp theo của người Trung Quốc cổ đại đó chính là lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Cô mời các con cùng quan sát các thành tựu khoa học kỹ thuật của người Trung Quốc cổ đại. Đây được xem như là một trong những phát minh to lớn nhất của con người. Đó chính là kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng. Trong những phát minh trên thì chúng ta cùng tìm hiểu về một kỹ thuật đặc biệt nhất, đó chính là kỹ thuật làm giấy. Sau khi nghề làm giấy được phổ biến rộng rãi thì các chất liệu dùng để viết trước đó như là thẻ tre, trúc, giấy papyrus, da cừu, lá cây đều được thay thế bằng giấy. Vậy thì cô muốn các con sẽ cùng tìm hiểu với cô về những kỹ thuật như là kỹ thuật in nè, la bàn, thuốc súng được ra đời và được tình cờ phát hiện ra như thế nào nhé. Và nếu như có thời gian thì các con hãy kể lại cho cô nghe về những tìm hiểu của các con về những kỹ thuật mà cô đã đề cập trên, đó là kỹ thuật làm giấy, in, la bàn và thuốc súng. Thành tựu cuối cùng của người Trung Quốc cổ đại đó chính là về lĩnh vực kiến trúc và điêu khắc. Như trên hình các con thấy, đó chính là một trong những công trình rất nổi tiếng, đó là Vạn Lý Trường Thành. Và đây cũng được xem như là một trong những kỳ quan thế giới thời kỳ cổ đại.
Vạn Lý Trường Thành bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, được nối lại, kéo dài từ thời Tần Thủy Hoàng, và người ta ước tính Vạn Lý Trường Thành dài khoảng 56.000 km và chiều cao từ mặt đất đến tường thành khoảng 7 mét. Vậy thì việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành nhằm với mục đích gì? Vạn Lý Trường Thành được xây dựng nhằm bảo vệ Trung Quốc khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài, và ý nghĩa thứ hai chính là kiểm soát về mặt biên giới. Bên cạnh việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành thì Tần Thủy Hoàng còn nổi tiếng với việc xây dựng những công trình đồ sộ, đó là việc xây dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Các bạn xem trong ảnh đó chính là đội binh đất nung của lăng mộ. Và đội binh đất nung này có một cái nhiệm vụ, đó chính là canh gác giấc ngủ ngàn thu cho ông vua Tần Thủy Hoàng này. Và bên cạnh đó thì Tần Thủy Hoàng còn sai nhân dân xây dựng những công trình khác cho mình, đó chính là cung A Phòng. Và các bạn biết không, Tần Thủy Hoàng là một ông vua tài giỏi, bởi vì ông ấy có công thống nhất Trung Quốc, và thống nhất về mặt tiền tệ, về mặt đo lường, về mặt chữ viết, vân vân. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng là một ông vua độc ác và bạo tàn. Chính vì vậy, thời kỳ nhà Tần đã nổi ra rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại sự đô hộ tàn bạo của Tần Thủy Hoàng. Sau đây, cô mời các con cùng ghi phần 4 La Mã, thành tựu tiêu biểu của nền văn minh Trung Quốc cổ đại. Và những thành tựu trên, cô đều gạch đầu hàng để phân biệt các nội dung cho các con được nắm rõ. Chính vì vậy, khi các con học bài thì các con cũng nhớ từng gạch đầu hàng cho thật cẩn thận nhé. Nếu như nội dung ghi bài có dài thì các con có thể bấm tạm dừng để chúng ta ghi bài cho thật đầy đủ. Hướng dẫn về nhà thì các con chúng ta học bài cho cô, và các con sẽ chuẩn bị cho cô bài tiếp theo, đó chính là bài 10 Hy Lạp cổ đại. Cô chào tạm biệt các con. Các con nhớ thực hiện theo đúng những nội dung mà cô đã dặn dò nhé.